Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự ngày 25 tháng 6 của Ban Việt ngữ Đài cho tự do với những nội dung chính sau đây. Vụ án Hồ Duy Hải, luật sư cung cấp bằng chứng ngoại phạm mới. Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại khu đô thị mới Thủ Thiêm bị bắt. Bắt giữ 7 người, in hàng triệu sách giáo khoa giả ở phía Bắc. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận Thủ phủ gió bầu và giấc mơ tỷ phú hàng chục năm không thành. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ đã cho tự do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh bị đề nghị phải xử lý nghiêm minh để răn đe vì đã nhận hối lộ nhưng không thành khẩn khai báo. Truyền thông Nhà nước Việt Nam hôm 25 tháng 6 trích kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết như vậy. Theo truyền thông Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến cựu sĩ quan an ninh Bộ Công an Phan Văn Anh Vũ và ông Nguyễn Duy Linh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, tội đưa hối lộ, Hồ Hữu Hòa, 37 tuổi, quê Nghệ An, làm nghề phong thủy, tội môi giới hối lộ, và ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tội nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015. Báo chí Nhà nước trích kết luận điều tra cho biết, Phan Văn Anh Vũ đã tiếp xúc với ông Linh qua môi giới của Hòa từ năm 2017, sau khi biết tin mình bị điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công, sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương. Theo điều tra, Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa để chuyển cho ông Linh và 4 lần đưa quà cho người giúp việc của ông Nguyễn Duy Linh. Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa 500.000 đô la cho Hòa để đưa cho ông Linh. Theo cơ quan công an, Phan Văn Anh Vũ đã bác bỏ các cáo buộc đưa hối lộ số tiền lớn như trên mà chỉ thừa nhận biếu xì gà và nấm linh chi cho ông Linh. Luật sư Trần Hồng Phong cùng các đồng nghiệp và gia đình Hồ Duy Hải đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm mới cho cơ quan chức năng về thời gian và địa điểm Hồ Duy Hải có mặt vào khi xảy ra vụ giết người tại bưu cục Cầu Voi, tỉnh Long An vào năm 2008. Có 7 nhân chứng viết đơn cam kết xác nhận Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Hồ Chi, tức ông Tư Lan, từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, ngay thời điểm cơ quan điều tra xác định Hải vào bưu cục Cầu Voi và sát hại hai nữ nhân viên. Vụ án này đã được xét xử sơ thẩm vào năm 2008 và phúc thẩm vào năm 2009. Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Gia đình Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, sau 3 ngày xét xử giám đốc thẩm vụ án, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao do ông Nguyễn Hòa Bình đứng đầu đã thông qua bỏ phiếu công khai, quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cơ quan điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 6 đã tiến hành tạm giam ông Nguyễn Hoàng Nam, giám đốc công ty Global Economic, để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Hoàng Nam đã thuê lại đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm rồi đi lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều công ty. Theo thông tin điều tra, năm 2017, Trung tâm Thủ Thiêm và công ty Global Economic ký hợp đồng, hợp tác, đầu tư và kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh có diện tích gần 6.500m2 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm trong 3 năm và mỗi tháng phía công ty Global Economy phải thanh toán cho Trung tâm Thủ Thiêm lợi nhuận bằng 18% doanh thu, đã trừ VAT nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu là 130 triệu đồng. Theo nội dung hợp đồng, phía công ty không được chuyển nhượng cho người khác thuê lại mặt bằng khi chưa có sự đồng ý của Trung tâm Thủ Thiêm, không được kinh doanh dịch vụ khác ngoài kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất quy hoạch công viên cây xanh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Nam lợi dụng hợp đồng ký của Trung tâm Thủ Thiêm để tiếp tục ký hợp đồng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng với một số công ty. Đến nay khu đất đã bị thu hồi, nhưng ông Nam vẫn không thể bàn giao mặt bằng cũng như không hoàn trả tiền cho các công ty.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an hôm 25 tháng 6 cho biết vừa khởi tố vụ án bắt giữ 7 người trong đường dây in buôn sách giáo khoa giả lớn nhất nước, chủ yếu tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. 7 người bị bắt gồm Cao Thị Minh Thuận, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát, chủ nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Hoàng Mạnh Chiến, sinh năm 1982, giám đốc công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội. Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1972. Hoàng Thị Ánh Vân, sinh năm 1983. Nguyễn Đức Khương, sinh năm 1980. Đỗ Đức Thắng, sinh năm 1972, đều là nhân sự thuộc công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội. Và Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1980, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát. Cơ quan cảnh sát cho hay đã khám xét hơn 50 địa điểm của đường dây in sách giả nêu trên và phát hiện nhiều tang vật, gồm hơn 3.200.000 quyển sách giáo khoa giả các loại của nhà xuất bản giáo dục, 3 hệ thống di chuyển máy in offset, nhiều sách gia công giả, hơn 1,5 triệu tem giả của nhà xuất bản giáo dục và các nhà xuất bản khác, 5 ô tô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỷ đồng. Cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cùng hàng chục người khác đã bị công an bắt tạm giam với cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Trong đó, 10 người bị bắt tạm giam và 5 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cụ thể, 3 trong số 10 người bị tạm giam từng công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, gồm bà Vũ Liên Oanh, giám đốc sở, hai ông Ngô Văn Vui, nguyên trưởng phòng kế hoạch và tài chính, và Hòa Huy Long, nguyên phó phòng kế hoạch tài chính. 7 người bị tạm giam khác gồm Trần Ngọc Thắng và Trần Thị Thanh Xuân, nguyên tổng giám đốc công ty MQF, Ngô Mạnh Hùng, nguyên phó giám đốc công ty MQF, Lê Long Hải và Lê Đại Tấn, chuyên viên công ty NSJ, Vũ Ngọc Minh, giám đốc công ty thẩm định giá Gia Lộc. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây, mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, trầm hương là một loại hương liệu quý có giá thành cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc trồng cây gió bầu để lấy được trầm là điều không hề dễ dàng. Có người dành cả hàng chục năm trời để chăm cây, nhưng vẫn không đem lại được kết quả. Đài Á Châu Tự Do tìm hiểu thêm về việc này qua phóng sự được ghi nhận tại xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Mời quý vị cùng theo dõi. Là hồi nó đưa cây này trồng là coi như rồi sao họ tận dụng mình là gọi cái đây là cây trầm đó, có người gọi là cây gió. Có mặt tại xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, thủ phủ cây gió bầu vào một ngày hè tháng 6. Phóng viên RFA ghi nhận có nhiều cây bị đổ ngã bật gốc nằm ngang giữa rừng. Còn cua thì cả trăm cây, rồi nó ngã hết đó, gió mẫu. Đây là lần đầu thu hoạch cái lõi của nó đó. Nếu có lõi thì mình bón nó đắt tiền lắm, nếu không có thì mình bón nó rẻ. Đắt tiền từ 100 triệu trở lên, từ 1 ký, 2 ký. Nguyên nhân là coi như là hồi kia người ta nó phóp Mỹ đó. Họ ở trên cao họ đi rai cái cây này nè. Rồi mình dân, người dân tộc mình cũng không biết cái gì hết. Người biết thì họ là cái cây lớn đó, làm họ mua họ cho ít trăm, rồi họ bón tỷ này, tỷ kia. Rồi sau này mình mới biết, mình mới trồng. Do giá trị trầm từ gió bầu khá cao, nhiều người dân nơi đây đã trồng với số lượng lớn. Nhưng dường như giấc mộng trở thành tỷ phú trầm hương không mỉm cười với tất cả mọi người. Hầu hết những người dân trồng gió trao đổi với Đài Á Châu Tự Do cho hay, dù trồng hàng chục năm trời, nhưng họ chưa một lần nhận được lợi nhuận từ giống cây này. Tuy vậy, họ vẫn kiên quyết giữ lại. Thì mình thấy chưa có lợi đó, mình chưa thu hoạch được. Tiếp tục cứ trồng để đó, không có chặt bỏ. Cái này trồng cũng 15 năm rồi nè, chưa có thu hoạch đâu. Bao giờ nó có lỗ rồi sao đó, mình mới đi kiếm mình mua. Mình đây mình đâu có biết tận dụng như thế nào. Không, mình chỉ để miết thôi, để rồi sao nó có lỗ rồi sao mình tận dụng. Cái này nó chưa có lỗ, mình
đây nguyên vậy thôi. Già là không, mình không có trồng, cái này là do mình không có giống á. Nếu mà có giống thì anh em đây cũng có con trồng chứ, không muốn trồng. Nhưng mình lâu năm qua không lợi bao nhiêu đâu. Nhiều năm qua, mười mấy năm, hai chục năm. Mình chờ đợi cái năm nó thấy nó cũng dài quá. Dài quá thì chăm sóc nó thì không có cần phải chăm sóc. Trong nhà nó khác, còn trên núi phải dọn đó chứ. Có đâu vì mình chưa có gầu đó. Hồi trước thì rồng rồng mà cứ bón được. Nó còn ngon quá đó. Nên vậy mà chưa bón. Ngon quá đó. Rồng hồi trước đó. Rồng má cây đó rồi con để thôi. Cái gầu nó ít quá đó. Để. Rồi có đó chưa bón. Chưa có ai thua thì bón. Mà bây giờ nó giống hết. Hơn mấy chục cây. Ông có đó ông hồi trước là ông thử cái nào mà thấy nó đục đó. Rồng thử. Rồng họ go thấy còn ngon quá, chưa được mua, chưa cũng ngon mà không biết làm sao. Ở dưới kia họ cũng trồng nhiều lắm nhưng mà cũng có họ bán được một có họ bán rồi. Không biết là thằng dưới kia nó bán được hai mấy cây được 50 triệu rồi. Chưa, từ họ trồng là chưa có thu hoạch. Theo lời người dân, nguồn gốc cây trồng tại đây do nhiều người trong xã lên rừng tìm kiếm và trồng, sau đó được chính quyền khuyến khích mở rộng. Từ trồng thôi. Từ đi kiếm ngoài núi, kiếm ngoài rừng, nghe nói một mẹ đi lội núi, ở núi kiếm tầng cây, cây không có. Cực lắm, bà con mà sống như vậy, nhưng mà trong mình đau, đau đắt rồi mình bỏ vô, trong như vậy. Đi kiếm núi mà có, trong, tôi khổ ở bên núi. Hồi trước đêm hơi đi bà đêm mà có. Còn hồi đầu tiên mình cũng đi kiếm. Rồi sau này nhà nước cho một hộ ít chục đó là mình còn. Nó chơi hết đó. Còn một hộ cũng được 90 cây. Còn được ra 70 cây ông Đình đó. Trước kia không có hộ đi con vô trong rừng họ kiếm về họ trồng. Sau này nhà nước họ cắt. Đâu có giống mà trồng nhiều. Nhà nước họ cho một hộ đó một cái hộ 30 cây. Người trồng thì cũng sống, đủ gì cũng chết. Nhà nước cho ít cây rồi mình mua. Một nghịch lý khó hiểu là dù trồng rộng rãi với số lượng lớn những cây gió bầu khắp xã, nhưng đa phần người dân không ai nắm rõ cách chăm sóc cây, cũng như hiểu được công dụng thật sự hay cách tạo trầm thế nào. Cố ví dụ mình trồng mình phải chăm sóc, tưới nước rồi làm cỏ. Đủ thứ hết cho nó lên được. Mình trồng mình cũng phải mong muốn gì có ai biết những cái điều đó để họ dạy mình cái cách mình trồng, mình làm, mình chăm sóc để mình thu hoạch. Mới trồng lần đầu mà chứ có ai cái này mấy chục năm rồi đó, nó ngã đó. Bỏ, nếu nó chết thì bỏ, xong thì mình cứ để đó, nó có loại mình bán có tiền. Thì ở đây người ta chỉ biết bán thôi, bán rồi người chủ người ta mua, người ta thu hoạch như thế nào thuộc về chủ. Đúng vậy chứ ở đây chỉ biết trồng rồi bán thôi, không biết làm. Trường hợp là làm trăm, làm cây, người ta chiếu, người ta làm đó, ở đây không biết làm cái chuyện đó. Có người thì mua bát lắm, chùm lát lửa ra, công dụng cái gì mình không biết, làm nhang, làm gì mình không biết, thơm lắm thôi, ông làm, ông bóp, ông cho mình ngửi thử thơm lắm. Tuy nhiên, người phụ nữ này cho hay hiện tình trạng trồng gió bầu tại đây đang bị thu hẹp dần. Nguyên nhân theo cô là do ấy là một là không có giống hay là không có đất trồng. Trồng thì hơi lâu đó, phải trồng keo cỡ 5 năm mình thu hoạch được. Là nó lâu đó, dù có người ta mua thì cũng đỡ, còn người không ăn, bây giờ mình cũng để đứng đó chứ làm cái gì. Báo Trong Nước vào tháng 4 vừa qua dẫn lời ông Đinh Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Sơn cho hay phong trào trồng gió bầu phát triển mạnh mẽ và lan rộng khắp các xã miền núi. Từ vài chục năm trước, cây phát triển tốt nhưng không tạo ra trầm. Do đó, một số người dân đã chặt bỏ để chuyển sang trồng keo, một số ít thì bán rẻ cho doanh nghiệp. Một người dân tại đây cũng xác nhận. Trước đây thì họ trồng cũng ít thôi. Thì họ trồng nhờ con số nhiều. Vậy do này họ phát triển giờ keo, phát triển nhanh rồi giờ họ trồng. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động,
mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Bài Việt Ngữ đã cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.